Mưa lớn ở Bắc Trung Bộ dự báo là sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Và sau nhiều ngày mưa lớn thì lượng nước tích lũy trong đất đã bão hòa. Vì vậy nguy cơ xảy ra sạt lở đất rồi thì lũ quét rất cao. Dự báo hôm nay thì khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn mưa với lượng từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Và do mưa lớn dài ngày, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương của Nghệ An và Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang của Hà Tĩnh, đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Vâng, và bà con sinh sống tại các huyện trong vùng cảnh báo trên thì phải nên thường xuyên quan sát xung quanh nhà. Nếu như có dấu hiệu bất thường như là tường nhà bị nứt, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất thì phải lập tức di rời đến nơi an toàn. Vâng ạ. Còn vào thời điểm này thì các lực lượng chức năng cùng với những người dân các tỉnh thành miền Trung thì đang tập trung dọn dẹp bùn rác, sửa sang nhà cửa sau cơn bão số 4. Và như là tại Đà Nẵng thì sau bão thì nhiều bãi biển đã bị rác thải bùa vây. Chính quyền địa phương thì đã kêu gọi người dân cùng chung tay dọn rác và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Phóng viên Diệu Quỳnh thông tin chi tiết. Biển đang rất cần bạn. Đó là thông điệp mà Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đã phát đi ngay sau khi bão Noru quét qua thành phố Đà Nẵng. Theo đó thì Ban Quản lý kêu gọi tất cả những người dân, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên, các du khách trong và ngoài nước hãy cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh các bãi biển để trả lại vẻ đẹp cho bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng. Cơn bão Noru quét qua khiến một khối lượng lớn bèo, rác nhựa, ni lông, xác động vật biển bị sóng tấp vào bờ, gây ô nhiễm, mất cảnh quan du lịch. Nhiều nhóm bạn trẻ, người dân và du khách đã tranh thủ buổi sáng sớm và buổi chiều tan làm để bắt tay ngay vào việc dọn dẹp mà không đợi đến cuối tuần. Họ làm công việc này với tinh thần tình nguyện. Sau bão, bãi biển đầy rác, nhìn rất xót xa. Chúng tôi là những người yêu biển. Tôi chơi nhạc bên bãi biển này mỗi ngày và tôi nghĩ cần phải hành động ngay để trả lại sự xinh đẹp cho biển Đà Nẵng. Khi mà thấy bài đăng trên Facebook là em có rủ những mấy người bạn của em mà em ra biển em gặp này, đấy là mọi người cùng chung tay nhau góp tí sức, cũng không phải là nhiều nhưng mà nói mình làm được cái gì thì mình làm cho thành phố thôi chị. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường ven biển, công tác dọn dẹp khối lượng lớn cát tràn lấp vào vỉa hè và các công trình công cộng vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện. Được biết, để đẩy nhanh tiến độ làm sạch biển, trong 2 ngày cuối tuần này, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã huy động được gần 1.000 tình nguyện viên sẽ cùng tham gia tổng vệ sinh biển Nguyễn Tất Thành và biển Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp. Vâng, và thời tiết hiện tại ở Đà Nẵng thì đã tạnh ráo rồi, ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên là về chiều tối chúng ta cũng cần phải lưu ý là sẽ chuyển mưa dông và có lúc mưa to, nguy cơ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Và trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh thì sau mưa bão thì giá nhiều loại rau củ lại đang tăng cao. Như là tại chợ Tân Định của thành phố Hồ Chí Minh thì do hụt hàng, thế nên là giá nhiều loại rau bán ra tại chợ hiện tăng trên dưới 10-15% so với vài ngày trước đó. Và lý do giá tăng chính là bởi mưa lớn, mưa ngập nước thì rau xanh dễ bị hư. Đầu vào tăng thì khiến cho các tiểu thương buộc phải tăng giá. Điều này thì làm cho sức mua giảm mà lượng khách từ đó cũng ít hơn so với trước.